Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Bút. Hôm nay chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đây là câu chuyện nằm trong bộ truyện cổ tích Việt Nam, giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ trong việc chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn ca ngợi công lao dựng nước của các vua hùng. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Chuyện kể rằng, Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mị Nương được vua cha yêu thương rất mực. Công chúa đã đến tuổi cập kê, nên vua cha muốn kén chọn cho con gái một người chồng thật xứng đáng. Ngài liền sai người loan tin kén rể. Trong thời gian này, đất nước thường xảy ra bão lụt, gây nhiều tai họa cho nhân dân. Nhà vua rất lo lắng và muốn chọn được một người tài để lo cứu giúp muôn dân. Một hôm, có hai chàng trai cùng đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn công chúa. Một người từ miền biển đông đến, tài giỏi khác thường, gọi gió gió đến, hô mưa mưa tới, vẫy tay thì nước dâng lên cao, ba thùng luồng nối đầy mặt nước. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Còn một người ở vùng núi Ba Vì, mặt mũi khôi ngô tuấn tú và tài giỏi cũng không kém. Chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên những dãy núi trùng trùng điệp điệp, rừng mọc lên rậm rạp tùm. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Ai cũng xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Hùng Vương và Mỹ Nương vô cùng băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Rồi nhà vua phán rằng, cả hai người đều làm ta rất hài lòng, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước, ta sẽ gả con gái cho. Cả hai chàng trai đều cúi đầu xin vâng. Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Sơn Tinh và đoàn tùy tùng đã đến trước cổng thành Văn Lang với đầy đủ lễ vật. 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, vò chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Các lạc hầu thấy vậy mừng lắm, vội báo cho nhà vua biết. Vua Hùng rất mừng vì chàng rể tương lai không những khôi ngô tuấn tú mà còn tài trí, tinh ý, sẽ giúp ích nhiều cho đất nước sau này. Công chúa Mỹ Nương thì rất cảm phục chàng trai tài giỏi miền Sơn Cước. Vua cha đã đồng ý gả con gái yêu Mỹ Nương cho Sơn Tinh. Sơn Tinh xin phép vua cha được đưa dâu về núi. Người dân nước Văn Lang tiễn chân công chúa Mỹ Nương theo chồng về vùng núi phía tây Kinh Đô. Họ đến đó để mở mang và giữ gìn bờ cõi. Ở vùng biển đông, Thủy Tinh cũng ra sức chuẩn bị, rồi cùng các loài thủy quái ngược dòng đem lễ vật về kinh đô Văn Lang. Thật không may, Thủy Tinh đến trễ, ngỡ ngàng khi biết Mỹ Nương công chúa đã theo Sơn Tinh về phía tây núi Tảng mất rồi. Thủy Tinh không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đánh Sơn Tinh, một hai đòi cướp lại Mỹ Nương. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm giông bão đùng đùng, sấm chớp liên hồi, xé toạc trời đất. Hắn gọi các loại thủy quái, thuồn luồn, ba, cá sấu, bạch tuộc, tiến đánh Sơn Tinh. Mưa gió bão bùng làm nước ngập lúa, ngập đồng, rồi ngập nhà cửa, ngập làng mạc, làm rung chuyển cả đất trời. Nước sông mỗi lúc một to, một dâng cao, Thủy Tinh cùng thủy quái cưỡi sóng tiến đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh cùng với sự giúp đỡ của thần dân Văn Lang đã di dời từng dãy núi để chặn đứng dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy. Dòng bão mỗi lúc một dữ dội, sóng nước mỗi lúc một dâng cao. Thủy Tinh làm vậy, hòng dìm chết Sơn Tinh. Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép bốc từng quả đồi chặn dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại hóa phép làm cho đồi núi cao lên bấy nhiêu. Nhìn thấy làng mạc nhà cửa bị bão lũ cuốn trôi, cư dân Văn Lang vô cùng căm phẫn, một lòng chung tay góp sức giúp Sơn Tinh. Họ chặt cây ngăn lũ, đào đất đắp đê ngăn những trận đại hồng thủy do Thủy Tinh gây ra. Những con đê chống lụt đầu tiên của người Việt ta ra đời cũng chính từ đây và ngày càng thêm vững chắc.
hai thần đánh nhau long trời lở đất, ròng rã mấy tháng liền. Thuở đó sắt cũng mới xuất hiện, chàng Sơn Tinh rất thông minh, đã dùng sắt để tạo ra những tấm lưới quăng bắt ba ba thuồng luồng cá sấu. Sơn Tinh đã chế ngự được sự tàn phá của thủy tai và thủy quái. Cuối cùng, Thủy Tinh cũng bị đánh bại, phải rút quân về. Mặc dù Thủy Tinh chạy thoát thân, nhưng vẫn kịp ngoái đầu với lời nguyền sẽ có ngày trở lại trả thù Sơn Tinh. Từ đó, hàng năm cứ vào khoảng tháng 7 âm lịch, Thủy Tinh lại nhớ đến thù xưa và dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thua và phải bỏ chạy. Mưa tan, bão dứt, sông nước lại hiền hòa bình yên trở lại. Ngọn núi Tản Viên Ba Vì vẫn đứng uy nghiêm trong mây phủ, làng mạc lại thơm nồng hương lúa mới. Cư dân tưng bừng mở hội ăn mừng chiến thắng. Từ đó, Sơn Tinh và Mỹ Nương sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tỷ Bút nhé! Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobook mới nào từ Đinh Tỷ nhé!